Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái mẫu tay phồng của những cái mẫu đầm và mẫu áo không có vai. Để cắt được những cái mẫu tay phồng mà có cái độ phồng khác nhau, như là ví dụ như cái tay này là tay có độ phồng vừa phải và vừa cái phần ở dưới cửa tay, hoặc là những cái mẫu mà chúng ta thấy là nó có cái độ phồng nhiều và có cái phần ly trụm ở phía dưới cửa tay. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái chi tiết để chúng ta biết cách cắt cái mẫu tay phồng vừa đẹp và vừa như ý. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái mẫu tay phồng mà cái phần ở dưới cửa tay là mặc vừa và cái phần ở trên vai là phồng nhiều các bạn nhé. Để cắt cái mẫu tay này thì chúng ta sẽ dùng cái mẫu tay từ cái dập của tay căn bản. Các bạn sẽ kẻ cho mình cái đường trục đối xứng này nhé, đường dọc và đường ngang. Từ trên cái điểm giữa của tay, các bạn lấy từ trên đỉnh tay các bạn lấy xuống cho mình là 10 phân. Và từ cái phần nách của tay này chúng ta sẽ lấy xuống là 3 phân. Tiếp theo các bạn lấy xuống cho mình là 4. Và cái điểm cuối cùng thì là sẽ ở cái phần dưới cửa tay các bạn nhé. Các bạn lấy đều hai bên cho mình đối xứng nhau. Và từ các cái điểm ở bên sườn này thì chúng ta sẽ nối với cái điểm giữa. Đây sẽ là 3 phân, đây là 4, đây là 5. Bên này cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Và cái đoạn này là 10 phân. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần trục đối xứng này. Và chúng ta sẽ cắt theo cái đường chéo mà chúng ta vừa mới vẽ các bạn nhé. Chúng ta sẽ cắt sát ra gần đến phần sườn mà chúng ta sẽ không cắt đứt. Bên này cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt lên một cái miếng giấy mới để chúng ta sẽ vẽ lại cái phần tay mà chúng ta sẽ mở ra. Nếu mà chúng ta muốn cái độ phồng của tay nó phồng nhiều như cái mẫu này thì chúng ta sẽ mở rộng cái phần mà chúng ta cắt để chúng ta mở cái phần tay này ra nhé. Các bạn sẽ kẻ cái trục đối xứng này thẳng lên. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần tay này ra. Các bạn đo hai cái khoảng cách này cho nó bằng nhau nhé. 9 phân thì bên này các bạn cũng lấy là 9 phân. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cái phần tay mới.
Như vậy đây là sẽ là cái phần tay của chúng ta. Cái độ phồng của tay tùy thuộc vào cái khoảng cách mà chúng ta mở cái phần dập này ra các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn cái tay nó có cái độ phồng nhiều thì chúng ta sẽ mở cái khoảng cách này rộng ra. Còn nếu mà chúng ta muốn cái độ phồng ít thì các bạn sẽ mở cái khoảng cách này nó sẽ hẹp hơn. Và đây là cái tay mà chúng ta có cái độ phồng là vừa phải các bạn nhé, không nhiều quá. Và cái mẫu tay thứ hai là chúng ta sẽ có cái phần ly trụm ở phía dưới cái cửa tay này. Thì các bạn sẽ cũng có cái phần mở dập tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ mở từ cái phía dưới này ra các bạn nhé. Các bạn cắt đôi cái tay ra. Và chúng ta cũng mở cái phần dập này ra. Các bạn cắt hai bên tương tự nhau. Bây giờ chúng ta cũng sẽ đặt cái dập này của chúng ta lên để chúng ta vẽ ra một cái dập mới các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường trục ở giữa để chúng ta căn cho nó đối xứng với nhau và các khoảng cách nó bằng nhau. Bây giờ cái ly trụm này tùy thuộc vào các bạn nhé. Các bạn muốn cái ly nó có cái độ phồng nhiều thì các bạn để cái khoảng cách nó nhiều hơn. Và cái ly nó nhỏ thì các bạn để khoảng cách vừa phải. Các bạn sẽ để là mỗi bên cho mình là 3 phân nhé. Khoảng cách đây là 3 phân. Tiếp theo chúng ta cũng mở cái phần dập này ra các bạn nhé. Mở. Và các bạn nhớ lấy cho nó cân giữa hai cái khoảng cách của hai cái đầu tay này nó bằng nhau. Các bạn 10 phân thì bên này các bạn cũng để là 10 phân cho mình. Mình vẽ lại cái phần tay này các bạn nhé. Và từ cái đỉnh tay này các bạn lấy cao lên cho mình là khoảng 4 phân. Rồi chúng ta vẽ đều lên. Như vậy là ta đã vẽ được cái phần dập mới của cái tay này và có cái phần ly trụm ở cửa tay. Giống như cái mẫu này các bạn nhé. Có cái ly trụm ở cửa tay và cái phần vai là phồng nhiều. Cái độ phồng nhiều, phồng ít là tùy thuộc vào cái phần dập chúng ta mở ra các bạn nhé. Và cái phần ly trụm này chúng ta cộng mỗi bên 3 phân thì chúng ta sẽ gấp nó lại thành một cái ly trụm 3 phân ở giữa các bạn nhé. Các bạn sẽ gấp lại thành một cái ly trụm ở giữa. Và khi chúng ta rút cái tay này lại thì nó có một cái độ phồng nhiều hay ít là tùy cái phần dập mà chúng ta mở ra. Như vậy hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái mẫu tay phồng có cái độ phồng khác nhau dành cho những cái áo mà không có vai. Tay phồng nhiều và tay phồng ít các bạn nhé. Cái mẫu này là tay phồng nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái video hướng dẫn mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.